Hello mọi người, đây là cách mình làm sticker đơn giản cho bé em nhà mình nè. Đầu tiên mình sẽ vẽ những hình vẽ đơn giản lên giấy A4 trước nhé. Hình mình đang vẽ là dựa vào những chậu tiểu cảnh mà mình đã trồng được đó. Mọi người cùng xem nha. Giờ chúng ta chỉ việc cắt nó thôi. Khi mọi người cắt nhớ chừa ra một khoảng trống nhỏ nhất. Ta-da, dễ thương không nè.